sáng 22 tháng 3, trường tiểu học Vân Nội trang trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường tiểu học Vân Nội có diện tích 14.057m², quy mô trường lớp được sắp xếp khoa học, trường có đầy đủ sân chơi, bãi tập, vườn cây, hệ thống các phòng hành chính, quản trị, phòng học, phòng chức năng đầy đủ, trang thiết bị liên tục được bổ sung đảm bảo, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, năng động, sáng tạo trong dạy học. Nhà trường đã có giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đạt giải nhì năm học 2020-2021. 6 đồng chí được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 2 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều giải thưởng khác. Chất lượng giáo dục học sinh được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Chi bộ, công đoàn, chi đoàn hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm gần đây, tập thể nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Với những thành tích đã đạt được, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có quyết định số 2924 công nhận trường tiểu học Vân Nội đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và ban hành quyết định số 21 ngày 5 tháng 1 năm 2024 công nhận trường tiểu học Vân Nội đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà trường tiểu học Vân Nội đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, trường tiểu học Vân Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, huy động sự chung tay của toàn xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Trường tiểu học Vân Nội là một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống trên địa bàn của huyện. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn được đánh giá là một tập thể đoàn kết nhất trí, đội ngũ giáo viên liên tục được củng cố và kiện toàn. Việc tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống luôn được nhà trường chú trọng. Cùng với sự quyết tâm, nhiều cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, với mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo huyện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về cơ sở vật chất và ngang tầm các quận nội thành về chất lượng. Và trường tiểu học Vân Nội tự hào là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của xã, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tiêu chí xã Vân Nội trở thành phường. Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xin được ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các thế hệ thầy và trò trường tiểu học Vân Nội. Tự hào với những thành tích đã đạt được, thầy và trò nhà trường cùng nhau quyết tâm đoàn kết xây dựng trường tiểu học Vân Nội ngày càng vững mạnh, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tiếp tục đổi mới quản lý, hoạt động dạy học, phát triển toàn diện học sinh, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.